Cô có thể cho biết cô tên là gì không ạ? Đỗ Thị Nga. Cô đã bán hàng ăn được bao nhiêu lâu rồi ạ? Được 14 năm rồi. Cô nghĩ như thế nào về việc một số các cửa hàng bán đồ ăn bây giờ kinh doanh bằng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ ạ? Không rõ nguồn gốc xuất xứ lại còn rửa bát rửa sức lại không đảm bảo chất lượng gì cả. Đấy nên nhiều lúc cũng sợ sợ. Đã bao giờ cô gặp phải một trường hợp là một khách hàng phàn nàn về đồ ăn của mình không? Không, nào khách khen ngon mà đảm bảo chất lượng. Kể cả những ngày đầu tiên. Kể cả những ngày đầu tiên sạch sẽ. Quan điểm của cô như thế nào khi về cái nghề của mình? Cô yêu nghề nấu cháo là phục vụ cháo ăn sạch sẽ, phải chưa? Có chất lượng hơn và ăn cháo thì sạch sẽ hơn, phải chưa?